Chào mọi người nhé. Hôm nay giới thiệu với mọi người chiếc vỏ chăn con công. Chắc là lâu lắm rồi các bác không gặp lại cái vỏ chăn con công này. Thì đây là một cái vật mà hồi trước những năm khoảng là tầm 6 năm đến khoảng năm 1990 ấy, thì nhà nào trong gia đình Việt Nam nhà nào cũng dùng cái vỏ chăn này. Đấy. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người là cái vỏ chăn con công này. Đây, cái vỏ này là mình mới may nhé, mình mới may được cái vỏ chăn này, mình đắp. Đây, thì cái vỏ chăn nó có hai lớp, cái vỏ chăn của nó là nó gồm có hai lớp. Trên mạng bây giờ người ta hay bán là chỉ là bán cái mảnh vải thôi, mảnh vải chăn con công thì nó chỉ có một lớp. Mà đây mình để đây cho các bác xem. Cái mảnh vải ấy, thì nó cũng có hai loại. Nếu mà đúng chuẩn vải chăn con công là chất nó phải là chất kaki mềm. Còn nhiều ở trên mạng bán bây giờ là hầu hết là họa tiết thì cũng là hình con công như cái tấm vải này, nhưng mà nó là kiểu may ly lông các bác, may ly lông nó chỉ có màu sắc giống thôi, nhưng mà anh em ta sờ vào là không phải, không phải. Đây mình để riêng ở đây nhé. Cái loại này thì mình để dùng để trang trí, gọi là khăn trải bàn đi, gọi là để cho chụp ảnh vớ vẩn thôi. Còn đâu là chuẩn của nó là vải con công, đây màu nó đậm hơn một chút, mà chất vải nó quả kaki, nó dày hơn và nó mềm, xào và nó mát đó. Thì hôm nay em mấy hôm trước em mới có mua vải về em may thành cái chăn thành cái chăn. Thì đây thành một cái vỏ chăn luôn, chơi là phải chơi vỏ chăn luôn, không chơi cái vải chụp ảnh làm gì cho mất thời gian, chơi là phải chơi chăn luôn. Đấy, đây là một cái tấm chăn em mới may xong các bạn. Đấy. Cái chăn này thì kích thước của nó chắc tầm khoảng 2m nhân 1m6, một chiều 2m, một chiều 1m6 đó. Thì cái chăn này nó có cái gọi là cái kéo khóa để mình cho một cái chăn bông vào đây mình làm nếu mà trời nó lạnh hơn. Còn nếu mà trời nhiệt độ bình thường, trời mát thì các bác có thể tắt mỗi cái vỏ chăn này thôi là xong. Cái vỏ chăn này thì nó gồm có hai lớp, gọi là hai mảnh vải may vào nhau thì mới được một cái vỏ chăn. Đấy, đúng như ngày trước. Còn đây nhé, nó chỉ là cái vải đấy các bác nhé, chỉ là một cái mảnh vải để trang trí thôi. Cái mảnh vải cho nó khác. Đấy, một mặt có màu này, còn một mặt là mặt trơn. Đấy. Này, may được cái chăn sướng quá. Thế là giới thiệu luôn cho các bác xem. Đấy. Thì ngày trước và những cái em nhớ khoảng năm tầm 1965 đến khoảng năm 80 thì ở đám cưới người ta hay tặng nhau những cái đôi vợ chồng trẻ là hay tặng nhau là cái vỏ chăn con công này, nó cũng là một cái món quà biếu của ngày trước đó. Nhưng mà ở thời bây giờ thì ít người người ta đắp, nhưng mà cũng có một số bác là cũng thích cái vỏ chăn này và yêu cầu em có may 4 cái nhé, 4 cái để gửi cho một cái bác ở trong Vũng Tàu. Đấy, bác yêu cầu như thế thì mình cũng ok thôi. Mình phải tìm chọn đúng cho bác là cái vải đúng chuẩn là cái vải chăn con công ngày trước. Vải kaki dày mà mình may hai lớp. Hai lớp thì nó mới tạo thành một cái chăn hè. Đấy. Kích thước thì tùy nha các bác nhé. Kích thước một chiều của nó là 1m6 rồi, còn các bác muốn cái chăn nó khoảng tầm 2m hay là 2m2 hay là 2m4 cũng được. Đấy. Để theo cái khổ cái chăn cũ cho mình. Đấy. Em ở đây em không có cái chăn nào để em lồng vào luôn cho bác xem, nhưng mà đại khái là ở cụ nó có một cái chỗ mà mình kéo khóa. Đấy, mình kéo khóa mở ra mở vào và mình nhét được một cái chăn bông nó vào trong. Quay gần quay kỹ cho bác xem. Đây các bạn biết con công này, con công với cả là cái bông hoa hồng. Đấy, con công với bông hoa hồng. Đấy. Ngoài ra bên em cũng có những cái tấm vải, gọi là tấm vải các bác làm khăn trải bàn, nên là các bác làm kiểu màn gió này vải chăn con công cũng được. Nói chung là hơi gọi là độc đáo một tí thôi, nhưng mà mình thấy đẹp là được. Đấy, vải con công ấy. Đây là một cái vỏ chăn con công luôn. Đấy. Chào tạm biệt tất cả các bác nhé.